Việt Thảo xin chào các bạn. Trước khi đi vào chuyện bên lề lần thứ 171, Việt Thảo xin được nhắn với các bạn nào ở khu vực San Jose hay là miền Bắc California, Northern California, Sacramento, San Francisco, Oakland, Fresno. Nếu mà muốn tham dự cái bữa cơm thân mật với Việt Thảo do Chùa Hồng Danh tổ chức thì xin liên lạc về Chùa Hồng Danh nha. Chiều thứ bảy mình sẽ gặp nhau. Xin cảm ơn. Có một điều nữa là có nhiều người xem chuyện bên lề cũng vui lắm. Có người nói chuyện với Việt Thảo là anh Việt Thảo biết không, cái chuyện bên lề của anh nó ngang. Một chuyện thôi đó có khi tôi coi cả chục lần. Mình nghe mình khoái chí trong lòng, nói chuyện bên lề của mình hấp dẫn quá. Đến độ người ta phải coi cả chục lần. Mình mới nói vậy thì chắc là anh hay chị thích lắm phải không? Nó thích cái gì? Tôi mới vừa coi được chút cái tôi ngủ mất tiêu rồi. Thành ra sau khi tôi thức dậy tôi phải coi lại. Cho nên chuyện nào của anh tôi cũng coi cả chục lần hết mới coi hết được một chuyện. Lý do là tại vì trong khi tôi coi chưa có gì hết là tôi bị ngủ. Thực tình mà nói thì có nhiều người, và chính Việt Thảo cũng vậy, chuyện bên lề cứ nói chuyện êm đó là vậy, ngủ ngon lắm. Liều thuốc ngủ mà. Thành ra các bạn nào muốn theo dõi chuyện bên lề mà không bị ngủ đó thì nên ngủ trước đi, rồi thức dậy hả coi nha. Chứ tôi bảo đảm quý vị là, hay là các bạn đi làm mệt mệt về hay đi học mệt về mà ăn no no nữa rồi coi chuyện bên lề, bảo đảm ngủ là cái chắc. Okay. Chuyện bên lề lần thứ 171 sẽ được bắt đầu bằng câu chuyện về ba chiếc đồng hồ của Vinh Phạm gửi cho Việt Thảo. Câu chuyện ba chiếc đồng hồ như thế nào? Mời các bạn cùng theo dõi. Một chiếc đồng hồ con mới mua về, được đặt giữa hai chiếc đồng hồ cũ. Hai chiếc đồng hồ cũ cứ tích tắc trôi qua từng giây từng phút. Một trong hai chiếc đồng hồ nói với chiếc đồng hồ con mới mua về rằng: đến đây nè, cậu cũng phải bắt đầu làm việc rồi đó. Nhưng tôi có chút lo lắng. Khi cậu đã chạy được những 3 lần 32 triệu lượt, e rằng cậu sẽ đột quỵ mất thôi. Ôi trời ơi, 32 triệu lượt cơ à? Đồng hồ con lo sợ không ngừng. Bắt tôi làm công việc to lớn thế này ư? Làm không sể đâu, không sể đâu. Chiếc đồng hồ cũ kia bèn lên tiếng: đừng nghe cậu ta nói tào lao. Đừng lo lắng thế, cậu chỉ cần một giây tích tắc một cái là được. Ở trên đời này có công việc đơn giản đến thế sao? Đồng hồ con bán tính bán nghi. Nếu quả thật như vậy, để tôi thử xem sao. Đồng hồ nhỏ cứ thế nhẹ nhàng tích tắc một cái, khi mỗi một giây đi qua. Bất giác, một năm đã trôi qua, nó đã đi hết 32 triệu lượt. Ai cũng hy vọng giấc mơ của mình thành hiện thực. Ngưỡng cửa tiến đến thành công dường như rất là xa xôi, không thể với tới được. Và vì thế, cảm thấy tự ti và mất đi niềm tin vào chính mình. Hoài nghi bản thân ta, buông xuôi nỗ lực phấn đấu cho mình. Thật ra thì chúng ta không cần thiết phải nghĩ chuyện về sau một năm, thậm chí chuyện của một tháng sau. Chỉ cần nghĩ đến hôm nay tôi phải làm những gì, ngày mai tôi phải làm những gì, sau đó cố gắng hoàn thành cho tốt. Giống như chiếc đồng hồ con ấy, mỗi giây tích tắc một cái, ngưỡng cửa thành công sẽ từ từ rộng mở đón lấy bạn thôi. Đó là câu chuyện sưu tầm về ba chiếc đồng hồ đã được luân lưu ở trên mạng và Vinh Phạm đã gửi cho Việt Thảo. Xin được chia sẻ cùng các bạn. Bây giờ chuyện bên lề lần thứ 171, xin đi vào vấn đề tâm tình và thư tín của các bạn đã gửi cho Việt Thảo ở địa chỉ mcvietthao@yahoo.com. Con chào ba Thảo. Trước hết, con kính chúc ba mạnh khỏe, mọi việc an lành sẽ đến với ba. Con xin gửi ba một tiếng ba vì con xem ba như một người thầy hướng dẫn con vượt qua khó khăn. Dù con chưa hỏi ba lần nào, nhưng thông qua chuyện bên lề để học tập. Như con đã nói trên Facebook, con chưa bỏ sót kỳ nào. Hôm con gửi ba chuyện con bận quá nên viết cái thư không đầy đủ gì hết, mong ba thông cảm. Ba nói chuyện đó đã đọc rồi, nên con lục tung cái history và phát hiện mình thiếu một kỳ nên không biết. Xin lỗi ba. Con rất thích xem chuyện bên lề, mỗi lần coi là cả gia đình con cùng coi và cha con cùng bàn luận rất vui.
Hồi đó tính con hay gây gổ, khó chịu, nhưng nhờ ba mà con đã và đang sửa đổi dần. Mấy người xung quanh cứ khen, dạo này thấy con thay đổi nhiều lắm, cha mẹ con cũng rất vui. Con hay nói nhờ ba Việt Thảo đó. Con nghe chuyện bên lề số 169, có một bạn cho là vô cảm vì nghe nhạc thính phòng, ít nói chuyện với bạn bè. Ba giải thích, con nghe sướng quá vì giống hoàn cảnh của mình. Con có vấn đề muốn hỏi ba, xin ba cho con ý kiến ở hai việc. Thứ nhất, vốn là con rất thích coi phim hoạt hình và vì là con một nên đi đâu cũng đi theo cha mẹ chứ không bao giờ đi một mình hoặc với bạn. Hay đi về quê mà không có cha mẹ vài ngày là nhớ, lo không ai lo cơm nước cho cha khi mẹ trưa đi làm không về. Vì ngày thường con là người lo cơm nước cho cha. Sáng con đi bộ thể dục cũng đi với ba. Con thì rất trân quý những tâm hồn trẻ thơ và những phút bên gia đình. Làm việc gì con cũng hỏi ý kiến cha mẹ. Nên thường hay bạn bè chọc là con nít đi đâu cũng phải có người lớn đi kèm. Hay là không trưởng thành. Hay là người lớn thì nói chồng con mà cưới thì chắc phải cưới luôn cha mẹ con. Từ nhỏ con vốn đã không hề có người bạn thân nào bằng tuổi, chỉ có cha mẹ như bạn thân. Theo ba Thảo, con làm vậy là đúng hay sai? Xin ba cho con lời khuyên. Ba đọc cái thơ của con mà ba cảm thấy hạnh phúc lắm. Cái tình cảm nó chan hòa. Đây giống như một tâm tình hơn là một câu hỏi. Mỗi người có một hoàn cảnh, mỗi gia đình có hoàn cảnh khác nhau. Có người có cha mẹ để yêu thương, có người cha mẹ còn đâu để mà thương mà nhớ. Phải không? Đâu có để mà chăm sóc đâu. Cho nên con được cái dịp mà con một trong nhà nữa, rồi được có cha mẹ như vậy, sướng quá. Cứ giữ, tốt lắm, không có gì sai hết. Nhưng mà nếu có thời gian có bạn bè nữa cũng tốt, không có cũng không sao. Tại vì mình sống miễn môi trường nào hạnh phúc được, tốt được, thì cái đó là cái tốt nha. Không có so với người khác được, mỗi người có mỗi hoàn cảnh nha. Cho nên, cũng như con rất thích coi phim hoạt hình, người khác thì thích coi drama, cái loại cũng như gay cấn tình cảm hay là kinh dị, hay có người thích là loại phim action, hành động. Phải không ạ? Mỗi người có sở thích khác nhau. Riêng con thì con là chăm lo cho cha mẹ, con sống chung với cha mẹ như vậy tốt quá nha. Không có gì đúng hay sai cả. Đúng hết. Những người con khác không có sống chung cha mẹ cũng đúng nữa. Cái chuyện sống chung cha mẹ hay không, nó không thể hiện được cái đúng hay sai nha. Cái đúng hay sai, cái quan trọng ở chỗ là cách đối xử của mình với cha mẹ của mình hay những người chung quanh. Con như vậy là tốt rồi, không có sai gì hết. Rồi, câu thứ hai. Cha con là một người rất đầm tính, chưa bao giờ hôn hay chủ động tạo cảm giác thân mật với mẹ con cả. Không có tặng quà, không có tặng hoa, sinh nhật hay bất cứ thứ gì. Nhưng con biết cha vẫn thương mẹ dù không nói ra. Con vì con một nên cũng đeo theo cha từ nhỏ. Mỗi lúc mẹ ôm ba con thường ganh tị nói, cha phải thương con nhất. Rồi khi cha mẹ nằm kế nhau là con chen vô chính giữa nằm. Một hôm con cũng dành như vậy thì mẹ con nói, cha phải là của mẹ, vì mẹ sống với cha cả đời, con mai mốt con cũng lấy chồng xa cha mẹ thôi. Con cảm thấy mẹ nói đúng nên từ đó về sau con cũng không ghen tị nữa. Mỗi khi đi ăn với nhau con thường nhường chỗ ngồi kế cạnh ba cho mẹ. Hay đi trên đường con cũng cố đi thật chậm để cha mẹ có thể đi riêng lên trên trao đổi với nhau. Dù là trao đổi công việc nhưng dù sao cũng hơn là gây gổ, phải không ba? Con làm vậy có đúng không ba? Vì khi nhìn thấy cha mẹ con đi bên nhau trao đổi công việc, con thấy thương thương sao ấy. Mong ba hạnh phúc, an lành và có sức khỏe để có thể làm nhiều chuyện bên lề hơn. Con yêu ba, Khánh Ngọc. Cái gì con thấy đúng con cứ làm. Nhưng mà cái chuyện đó bình thường thôi. Tại vì con một, rồi con thương cha mẹ, con cứ dành ba dạy con. Đến khi mẹ nói rồi nhường lại, không cần đâu. Ba mẹ sống nhau cả đời mà. Còn mình mai mốt mình lấy chồng mình đi rời khỏi rồi, cứ dành đi, không cần nhường nha. Thương cha cứ thương, thương mẹ cứ thương, muốn dành cứ dành. Chẳng có ai hơn thua đâu. Mẹ nói vậy thôi, chứ thật sự mà con dành ba thì mẹ vui lắm, chứ mẹ không có buồn. Mẹ chỉ nói thôi.
Cha phải là của mẹ vì mẹ sống với cha cả đời. Còn mai mốt con cũng lấy chồng xa cha mẹ thôi. Con có thể nói ngược lại câu, thực sự cái câu này mẹ nói thương thôi. Chứ con gái thương cha mà, thương mẹ mà. Khi mà thương cha gần gũi với cha, người mẹ không có ganh tị đâu. Nói thì nói vậy thôi. Thì con nói ngược lại, cha phải là của con vì mẹ sống với cha cả đời. Còn mai mốt con lấy chồng xa cha mẹ, bây giờ con gần gũi cha trước. Mình có thể nói ngược lại được. Dễ thương quá, không có gì nha. Không có gì sai hết. Có lầm này có đúng không ba? Không có sai. Mình thương ba mà, mình dành ba với mình, cái chuyện đó tình cảm bình thường thôi nha. Nhưng mà cái con đối xử với cha mẹ như vậy cũng tốt lắm, đúng, không có sai nha con. Dạ. Rồi, các bạn đang theo dõi chuyện Minh Lề lần thứ 171. Đây là bức thư của một người khác. Hai chú Thảo, con là Hoàng hay là Hoàng, nhưng mà tại vì không để dấu chắc là Hoàng. Con có chuyện này xin chú cho ý kiến, con cứ suy nghĩ hoài. Ba mẹ con ép con cưới người con gái mà con không hề yêu thương. Chỉ vì môn đăng hộ đối mà ba mẹ con ép con cưới. Con là con một trong gia đình nên ba mẹ lo tương lai cho con cũng đúng thôi. Nhưng mà con không thể bằng lòng theo được. Vì con nghĩ con chưa đủ chín chắn và trưởng thành. Chưa đủ hiểu thấu đáo được mọi chuyện để có được một mái ấm nhỏ hạnh phúc và đầy đủ được. Con thương ba mẹ con lắm. Con lúc nào cũng muốn làm cho ba mẹ vui lòng. Nhưng nếu con bằng lòng thì người con gái ấy sẽ khổ vì con. Sẽ không hạnh phúc được. Con sẽ có tội với người con gái ấy. Con đang phân vân không biết thế nào. Nếu con từ chối thì ba mẹ con sẽ buồn và mất mặt lắm. Vì hai bên gia đình đã tính toán chuyện cưới xin hết rồi. Con tính là con sẽ hẹn gia đình bên ấy qua bên nhà con dự tiệc xong rồi. Con từ chối luôn. Thà mất lòng chứ con không thể để người con gái ấy về sau sẽ khổ vì con được. Ba mẹ con buồn con thế nào con cũng chấp nhận. Con sẽ xin lỗi ba mẹ con bằng mọi cách. Chú Thảo ơi, con làm như vậy có đúng không chú? Hay là con chấp nhận vậy chú, vì người ta nói sống lâu, ngài sẽ có tình cảm. Vì hồi xưa cha mẹ con đặt đâu ngồi đấy mà cũng sống hạnh phúc tới bây giờ đó thôi. Con mong chú trả lời con ở chuyện Minh Lề nha chú. Cảm ơn chú nhiều vì đã nghe con tâm sự hơi dài dòng. Thông cảm cho con nha chú. Cuối thư con chúc chú và gia đình luôn mạnh khỏe và hạnh phúc nha. Kính gửi chú Việt Thảo nhiều điều tốt đẹp. Thấy thương quá à. Ba má ơi, ba má làm ơn làm phước đi. Cái chuyện mà ba má đặt đâu con ngồi đó tội nghiệp người ta lắm. Không phải là mình hồi xưa bị cha mẹ bắt buộc ngồi đâu, ở đâu ngồi đó. Rồi bây giờ mình cũng bắt con cái mình làm giống như vậy. Đương nhiên mình có quyền chọn môn đăng hộ đối. Mình có quyền chọn cái nơi giàu có hay là cái nơi thích hợp cho con của mình nha. Mình có quyền hết. Nhưng mà đề nghị với con cái, khoan hay ép buộc nó dội, tội nghiệp lắm. Con có quyền. Nhưng mà ở đây, cái cách hành xử của con khi đợi mọi chuyện xảy ra, rồi con tuyên bố từ chối này kia, nó làm mất mặt mọi người hay làm buồn phiền, không nên như vậy. Có cách giải quyết khác dễ dàng hơn. Tại sao con không nghĩ ngược lại? Con nói rằng con thấy rằng con không đủ chín chắn. Tức là những cái gì con nghĩ về con đi, con chưa yêu thương người ta, con không đủ chín chắn, không, thì cái cô gái kia không chừng họ cũng nghĩ giống hệt như con à. Tại sao hai người không xin gặp nhau trước đi? Con thử con hỏi cô gái kia coi, cô gái kia có yêu con không? Chưa chắc. Người ta cũng đâu có biết con đâu. Người ta cũng giống như con, cũng bị bắt buộc. Cho nên chưa chắc cô gái đó đã yêu con. Thành ra con khoan hả chảnh đã. Con chỉ cần tìm cách liên lạc với cô đó nói chuyện. Và nếu cô gái đó không yêu con, là cái cớ hay nhất để con nói với ba má. Ba ơi, mẹ ơi, cô gái đó không có yêu con. Nếu cô gái đó cũng giống như con, bị bắt buộc giống như con, phải không? Không thể từ chối được, thì cái sự gặp mặt với cô gái đó cũng là điều đúng, cũng nên làm. Hai người bàn bạc với nhau, nói chuyện với nhau. Em ơi, cô ơi, bạn ơi, tụi mình chưa yêu thương nhau, ba má bắt buộc như vậy, bây giờ mình tính làm sao? Đâu, em thử nhìn anh như vậy coi có yêu anh nổi không? Còn người anh nói như thế này, kể hết cho cổ nghe. Mình dở cái gì, mình xấu cái gì, mình hư cái gì, kể hết.
rồi cổ cũng vậy, kể hết cho mình nghe. Đó, hai người có thể làm bạn được không? Có thể trở thành vợ chồng được không? Có thể yêu thương được không? Hai người tìm hiểu nhau đi, nói chuyện với nhau. Đâu biết được, nhiều khi mình thấy được, ok ba má, tụi con được, chấp nhận, đặt đâu ngồi đó liền. Còn nếu không được, thì hai bên cùng nói chuyện với cha mẹ luôn. Bên kia cô kia sẽ nói, bên này mình sẽ nói, không hợp là tại cuộc con đã gặp nhau rồi, không thể được. Là tại vì đủ lý do để mình nói hết nha. Nên hai đứa gặp nhau trước. Đừng để khi cha mẹ bày tiệc ra rồi mình nói cái đó làm đau đớn, làm đổ vỡ hết. Không nên nha. Hai đứa nên gặp nhau nói chuyện nhau trước. Ok, chỉ có vậy thôi. Ok, chuyện Minh Lề lần thứ 171 các bạn đang xem. Tiếp tục phần thư tín xin được giấu tên. Chào chú Thảo, chúc chú và gia đình có nhiều sức khỏe và hạnh phúc. Hi. Đây là một bức thư gửi cho Việt Thảo. Con có theo dõi qua nhiều số của chương trình Chuyện Binh Lề, nó rất hay và thú vị. Con có hai vấn đề mong chú tư vấn. Con xin cảm ơn chú. Thứ nhất, con tạm gọi thằng bạn con là V, bạn gái của bạn con là T. Con có một bạn trai và một bạn gái. Và người bạn nữ này là H. Và người bạn nữ này là sao? Thằng bạn con là V, thằng bạn của con tên là V, bạn gái của bạn con là T và người bạn nữ này là H. V, T và H cùng quê. H là bạn thân của T luôn. Bạn gái của bạn con, trời ơi con làm... con làm chú đọc mà không hiểu gì hết trơn. Thằng bạn con là V, bạn gái của bạn con là T và người bạn nữ là H. H là bạn thân của T. Bạn gái của bạn con là T. Rồi. Chúng con quen nhau trong một lần con về quê của V chơi. Sau đó trở lại Sài Gòn, giữa con và H cũng thường xuyên đi chơi, nhắn tin chat Facebook với nhau nhưng chỉ là bạn bè bình thường. Một ngày H kể với con là cô ấy bị cướp. Giờ không biết phải làm sao, H định về quê nhưng không có tiền. Con có cho cô ấy mượn 1 triệu tiền con dành dụm và nói khi nào về quê lên thì trả. H đồng ý và nói là để về quê xin tiền ba mẹ trả lại cho con. Nhà H khá giả chứ không đến nỗi vì con có sang nhà H chơi khi đang ở quê của V. Sau đó cô ấy trở lại Sài Gòn. Con có nhắn tin hỏi về vấn đề tiền bạc, lúc đó con đang kẹt tiền. Cô ta bảo chưa có, con cũng thông cảm và mượn một người bạn khác. Đến nay đã gần 1 năm, trong thời gian này con cũng thường đề cập đến vấn đề này, nhưng mỗi lần như thế, không hiểu vì trùng hợp hay vì lý do gì mà H bảo là bị giật đồ, mất bóp, bla bla và hẹn lại. Giờ thì con phải làm sao để đòi lại đây? Con biết 1 triệu không lớn, nhưng nếu đó là tiền của con, thì con nghĩ mất cũng không sao, con có thể kiếm lại được. Nhưng con còn là sinh viên, chưa kiếm ra tiền, mà bị mất như thế, cảm thấy có lỗi với ba mẹ lắm. Bỏ đi con. Nếu người ta có tiền là người ta trả cho mình rồi, không cần phải đòi nữa. Mình đừng nghĩ là mình bị gạt. Nghĩ như vậy đó mình buồn. Và mình nghĩ như vậy nhiều khi nếu sai đó thì tội nghiệp cho người ta. Mình đừng nghĩ mình bị người ta gạt tiền nha. Có thể hoàn cảnh của cổ không có để trả lại. Khi nào có cổ trả, không có không sao. Đó là một bài học cho mình. Đây sắp tới đừng có bài đặt cho người ta mượn tiền. Mình nghèo lắm. Thí dụ bây giờ con có trong tay được 10 đồng. Ai cần mượn 1 đồng con có thể cho mượn được. Bị lỡ người ta không trả thì con còn 9 đồng để sống. Nha. Mình còn nghèo lắm, chừng nào con khá đi. Muốn cho mượn hay là xài như thế nào xài. Đó là bài học. Nhưng mà theo chú thì đừng đòi nữa. Coi như người bạn mình kẹt quá, giúp cho người bạn mình vậy thôi. Còn cái chuyện mà con cảm thấy thế này thế kia, có lỗi ba mẹ, chuyện đó ráng chịu. Là tại vì mình ràm mình chịu, có chơi có chịu, liệu sức mà chơi. Ok, chỉ nói đơn giản như vậy thôi. Đừng đòi nữa và đừng để ý tới nữa. Thôi chấm dứt đi nha. Câu hỏi số 2. Con coi trong cuốn Dân Sơn In Việt Nam có cảnh chú dẫn chú Sơn đi ăn hủ tiếu mì ở chợ lớn và quảng cáo là ngon nhất. Chú cho con xin địa chỉ quán này được không? Mong được chú sớm giải đáp. Thân chào chú. Thật tình mà nói,
Những nẻo đường miền Tây, nó là một loại phim, một loại MTV, một cái loại ca nhạc có phim ảnh đính kèm. Khi đã nói phim thì có những cái chuyện nó là hư cấu, nó là giả tạo chứ không có thật. Làm gì mà có chuyện đường tắt đi từ Châu Đốc về Cà Mau, phải không? Cho nên những cái chuyện đó chỉ là vui để cho người ta xem. Bà đã nói phim ảnh thì nó giống như tiểu thuyết, có quyền hư cấu, có quyền đặt ra những cái chuyện để làm sao tạo thành một cái phim cho người ta coi cho hay vui. Nó là entertainment, chứ nó chưa hẳn đã là real story, một câu chuyện thật. Nhưng mà thực sự thì cảnh thật, người thật, Việt Thảo là thật, Bảo Liêm Dân Sơn là thật, người thật, cảnh trí là thật. Câu chuyện không có thật. Làm gì có chuyện mà Việt Thảo có đứa em Cà Mau rồi đưa hình cho coi, cắt trên tờ báo. Cái đó là cái cớ để tạo thành câu chuyện, một cái đường dây để đi trong cái chuyện những nẻo đường miền Tây. Chứ không thôi làm sao đi về tới Cà Mau được, mới đi vòng vòng nữa, phải không? Cho nên cái hủ tiếu mì ở Chợ Lớn cũng có thể không phải là một cái chỗ thiệt nhé. Nhưng mà có cái chiếc xe hủ tiếu mì đó, có người bán cái đó thiệt, và mình bày ra mình nói như vậy để có cái câu chuyện là Việt Thảo bị trả đũa lại bằng cách là Bảo Liêm đứng làm mì và bỏ ớt thiệt nhiều cho Việt Thảo ăn bị cay. Chứ thực sự Việt Thảo ăn ớt được mà. Nhưng mình gài cái mối ngay từ đầu là Việt Thảo không biết ăn ớt, thì sau đó mới trả lại được vào giờ chót là cho Việt Thảo ăn mì, hủ tiếu mì mà ớt thiệt cay, trả đũa lại. Đó. Nó là, cho nên đó, nếu nhìn phim thì người ta nói, ơ trời ơi Việt Thảo không biết ăn ớt, sau này ăn quá, không phải. Nó là phim mà, cho nên câu chuyện có thể giả tạo được. Ok. Thành ra bây giờ hỏi cái chỗ đó là chỗ nào chú không biết đâu, không nhớ đâu. Mà thực sự hồi xưa chỉ là kiếm một cái xe mì để ngay đó để thực hiện quay thôi. Đơn giản như vậy nha. Rồi chú không biết chỗ đó người ta có bán hủ tiếu mì thiệt hay không cũng không biết. Ok. Rồi. Xong rồi. Phải không? Hai câu hỏi đều có hết rồi phải không? Cái đầu tiên là khuyên con nên thôi quên đi. Quên người bạn đó đi. Ok. Các bạn đang theo dõi Chuyện Bên Lề lần thứ 171. Và đây là câu hỏi của các bạn đang gửi về cho Việt Thảo. Hai anh Thảo, em có câu chuyện này muốn hỏi ý kiến của anh. Ngày 9 tháng 9 vừa qua, lúc 2 giờ 45 phút chiều, trên đường Magnolia and Garden Grove, tụi em gồm có 5 người, 3 người women, 2 men, trong đó có 2 người Việt Nam, 2 người kia là Italia và một người Pháp. Có bạn em có lẽ sợ trễ giờ hẹn với đám bạn sau 20 năm mới gặp lại nên chạy hơi nhanh. Có một cậu chừng 20 mấy 30 tuổi rượt theo em, không hiểu tại vì tụi em chạy nhanh hay có làm gì thất lễ mà cậu ta chạy theo bắt cô bạn em phải bấm cửa xuống. Xong cậu ta chưa kịp để cho bạn em nói gì, chửi tụi mày là con này con kia, đại khái nếu không tao sẽ tát cho ba má mày nhìn không ra, vân vân, chửi bằng tiếng Việt. Mấy người bạn em không hiểu, nói có bạn kia translate cho họ. Nghe xong câu chuyện họ hỏi em, Vietnamese same like that? Em quê quá bèn nói no, some people not at all, chỉ một vài người thôi, không phải tất cả. Em nghĩ một người nhìn lịch sự mà sao không lịch sự chút nào, và dòng tâm sự cùng anh. Cảm ơn anh đã lắng nghe, chúc anh vui. À, đây là tâm tình của các bạn khi đến thăm khu Little Sài Gòn ở trên đường Bonsa. Magnolia and Garden Road đó cũng thuộc, nó cũng thuộc về khu Little Sài Gòn nhé. Nhưng mà không nằm trên đường Bonsa. Cái chuyện xảy ra thì cái chuyện đối với anh Thảo nó bình thường lắm. Ở đâu cũng có, xã hội nào cũng có, nước nào cũng có, chửi bới nhau, hơn thua với nhau, vì một cái chuyện không vừa ý. Có thể nhìn thấy trên xe những người con gái Việt Nam đi với những người bạn ngoại quốc này, không biết là 5 người, 3 người là đàn bà, 2 đàn ông, trong đó có 2 người Việt Nam, 2 người Italy và 1 người Pháp. Thì em không có nói rõ người Italy và người Pháp kia là người đàn ông hay đàn bà. Nếu mà thật sự đàn ông, nhiều khi thằng Việt Nam nó thấy nó tức. Gái Việt Nam đi với con trai Tây hay là người ngoại quốc, nhiều thằng nó khùng vậy. Cái quan trọng ở đây không phải vấn đề chửi hay cái thái độ của người đó,
Mà cái anh muốn nói ở đây là các em dở lắm. Mình ngồi trong xe mình quay cửa kính, cho dù người ta rượt theo, người ta chỉ chỗ, who care, so what, vẫn đóng cửa, vẫn chạy và tránh nó đi. Nếu nó cặp ngang mình lui lại, chậm lại. Nếu nó chậm lại mình chạy lên, nếu nó tiếp tục theo mình quẹo qua chỗ khác, kêu cảnh sát, bấm 911. Đơn giản như vậy thôi. Mà như kiểu mình có 5 người, nó có 1 người mà, nếu dám chơi chơi luôn, mày chửi tao, tao đụng cái rầm luôn. Đó, hai chiếc xe đụng bắt buộc phải ngừng lại thôi, xuống quánh luôn. Dám chơi là chơi như vậy. Còn nếu mình không đụng người ta được, mình tránh. Đơn giản vậy thôi. Không bao giờ dại dột mà đi quay kiếng xe xuống, nó xách đồ nó chọi qua sao? Nó móc cái súng nó bắn cái đùng thì sao? Phải không? Cho nên quay cửa kiếng kính vẫn tốt hơn. Nếu nó có móc súng ra thì nó cũng khó bắn trúng được mình. Nó bắn đại thôi. Còn khi quay cửa kiếng xuống nó nhìn rõ hơn. Phải không? Tại sao phải quay cửa kiếng? Tại sao phải nói chuyện? Mình có thể thấy người ta ra dấu, mình có không biết à chiếc xe mình có hư hao không, nhưng thấy thái độ của người ta tránh liền, tụt lùi hoặc lên trước hoặc nánh tránh chỗ khác. Nếu nó tiếp tục theo kêu cảnh sát. Còn nếu nó chửi nó chạy rồi, chụp hình nó, quay phim nó, hay là nhớ cái bản số xe, gọi cảnh sát 911 liền. Mình có thể report cho cảnh sát có một thằng drunk driver, tức là nó bị say rượu, à hay là có thể he used the truck, có thể nó dùng thuốc. Cảnh sát lập tức pull over và kiếm thằng đó giữ lại liền. Chưa cần biết gì, nhưng mà có người báo cáo nha. Mình nói nó có thể gây ra tai nạn, accident. Thiếu gì cách giữ thằng đó lại, coi nó là ai, nó làm gì. Phải không? Đương nhiên trong xã hội nào cũng vậy, có những thằng không ra gì hết. Lái chiếc xe tưởng ngon lắm, chạy vòng vòng chửi bới người ta. Ok. Đó, vấn đề ở đây không phải là mình không nói về cái người đó, mà mình chỉ nói về cái bảo vệ của mình. Khi ở trên đường phố, gặp một cái người như vậy thì mình tránh. Chẳng hạn bây giờ lái xe trên freeway, có thằng đó phá, nó chặn đầu, chặn đuôi, nó lách, nó là sàn, mình quảng hồn, tự nhiên thấy nó chặn đầu, mình quảng hồn, mình lách ra, bị tai nạn. Không, bao giờ vậy lái xe phải trong tư thế, mày lách phải không, mày chặn đầu ra, tao đụng mày luôn. That's it. Tại vì mình đi đường thẳng mà, nó chặn đầu mình, đụng luôn, thì nó lỗi, và nó bị văng ra, mình không sao hết. Còn bây giờ nó vừa chặn đầu, mình quảng hồn, mình lách qua, mình bị tai nạn, chứ nó không bị. Ok, một vài kinh nghiệm, nói cho nhau nghe. Các bạn đang theo dõi Chuyện Bên Lề lần thứ 171. Đây là Chuyện Bên Lề. Cái này có đọc chưa ha? Hai chú Việt Thảo trước hết kính chúc chú luôn vui khỏe và nhiều niềm an lành đến với chú. Cháu muốn hỏi chú về việc cháu sắp về Việt Nam. Xin chú góp ý kiến cho cháu. Thank you chú nhiều. Úi chà, chú còn chưa về Việt Nam mà bây giờ chú góp ý kiến cho người sắp về Việt Nam. Chú nói những cái gì chú suy nghĩ nha. Cháu sắp chuẩn bị đưa ông xã của cháu về Việt Nam thăm gia đình của ảnh. Cháu thì lúc nào cũng hoan nghênh việc đưa ông xã cháu về Việt Nam để ảnh thăm cha và mẹ của ảnh. Gia đình bên chồng thì nhiều, anh em đông lắm, khoảng 5-7 người anh em. Mỗi đứa đó lại có khoảng 5-7 đứa con nữa. À, xin lỗi, chắc em viết tiếng Việt cũng không rõ lắm mà không có dấu. Tức là đi về thăm anh em thì đông lắm, khoảng 5-7 người anh em, mà mỗi người anh em lại có 5-7 đứa con. Về Việt Nam thăm his mom and dad, cháu không có lý do gì mà không cho anh về hết. Tức là người chồng về Việt Nam thăm ba với mẹ thì mình không có lý do gì ngăn cản. Chỉ có một chuyện mà cháu không thích là anh em của ông xã đòi hỏi đủ thứ. Không bao giờ ông bà già xin tiền bạc. Tức là cha mẹ không có xin tiền nhưng những người anh em thì đòi hỏi. Cha mẹ thì không xin tiền bạc gì hết. Chỉ có anh em của ảnh thì lúc nào cũng cho Việt Kiều lì xì và cho gift nhiều lắm. Nhưng bao nhiêu cũng không đủ. Ông xã cháu thì đứa nào xin cũng cho. Nhưng ảnh quên là ở bên Mỹ này mình còn 4 đứa con cũng cần mua xe, trả tiền tuition for college, đại khái trả tiền học cho các con. Mỗi khi về bên chồng của cháu thì lúc nào họ cũng expect too much from us. Tức là lúc nào về bên chồng của cháu thì họ cũng đòi hỏi cũng cũng
Trời ơi, riết tôi không biết tiếng Việt luôn. Coi như là nhiều đó, nghĩ là đòi hỏi nhiều à, từ 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 cái người đi về. Thôi dịch ra tiếng Việt luôn nè, họ nghĩ rằng tiền từ rơi từ trên cây, trong khi mình làm rất là cực khổ ở Mỹ. Nguyên văn: They think money fall off the trees. We work very hard here in the United States. Cháu thì cày 3 jobs, ông xã thì cày 2 jobs. That's why we have extra money for rainy days, but lately his family in Vietnam asking for too much. Like repair house, buy motorbike, computer, iPad, iPhone and cash too all the time. Làm cháu không muốn về Việt Nam at all. Xin lỗi nha. Người này viết tiếng Việt không đành đó, vừa Mỹ vừa Việt. They never ask about my children here in US. How do feel about if I go to Vietnam to face my in-laws? Hope you can give a little advice before my trip to Vietnam to face my selfish in-laws. Thanks and we'll wait for your reply. Wishing you a healthy and safe airtime when traveling up in the sky. Thank you. Cháu cày 3 job, ông xã cày 2 job. Đó là lý do tại sao mà mình có để dành dư tiền ra, mà trong khi gia đình của chồng thì hỏi quá nhiều. Chẳng hạn như là người ta muốn sửa nhà, mua xe, computer, mua iPad, iPhone và muốn tiền mặt nữa. Cho nên cháu không muốn về Việt Nam. Họ không bao giờ hỏi thăm về những đứa con của cháu ở đây. Làm, how do you feel about... Đại khái là muốn xin cái lời hướng dẫn. Ok. Bây giờ đó, cái chuyện này nó xảy ra giống như là phim bộ vậy. Hầu như gia đình Việt Nam nào ở hải ngoại cũng đều xảy ra chuyện vì vấn đề chồng hay vợ lo cho gia đình của mình ở bên Việt Nam. Gửi tiền nhiều, gửi tiền ít, gửi quà, gửi cáp, đủ chuyện hết. Có người có khá dư tiền, họ về chơi, thông dong cho tiền, cho quà, trở lại bình thường, tiếp tục đi làm. Có những người họ không có tiền, vì mặt mũi cho nên họ phải mượn tiền, vay tiền về Việt Nam, rồi trở về đi cày, trả muốn chết, trả không nổi. Có những người vì vấn đề Việt Nam mà vợ chồng phải ly dị với nhau, cũng có nữa. Thì bây giờ, vấn đề ở đây là do cách của mình cư xử mà thôi. Cái hay nhất là đừng vì sĩ diện, đừng vì tự ái, đừng vì mặt mũi. Nói thẳng hay hơn. Thí dụ bây giờ, mình có trong tay chỉ có 10.000, 10.000 đô la. Đừng có bày đặt đi mượn vậy trơn á. Nghèo thì chịu, nghe, mượn rồi qua cũng phải làm trả lại thôi. Bây giờ nếu mình có dư 10.000 đô la, mua vé máy bay hết còn lại có 4.000, hay là còn lại có 2.000, xách 2.000 đó về thôi. Nói thẳng với gia đình của con sau khi mua vé máy bay hết chỉ còn có 2.000, đem hết cái này về về cho nhà. Còn nếu bây giờ đó mình qua trở lại bên Mỹ mình cũng phải trả tiền nhà 1.000 đi, thì nói không được, con còn đúng 2.000, 1.000 phải trả tiền nhà, chỉ có 1.000 đem về cho ba má và anh chị em. Ở bên không chịu thì thôi, tại vì cái đó ngoài khả năng, không thể nào mà đi mượn tiền để đem về cho Việt Nam được nhé. Nói thẳng rồi bây giờ, thí dụ trong trường hợp mình mua vé máy bay cho gia đình về hết mà không còn tiền về Việt Nam, Nam nói thẳng, chúng con về trong cái tình thương yêu thăm gia đình, chúng con không có giàu, không có tiền, cho nên thôi không có quà cáp gì hết, chỉ có cái thân xác này về thăm gia đình thôi. Nếu ở nhà thấy được, thương được tốt, không thương được thì thôi, lần sau mình khỏi về. Chỉ đơn giản như vậy. Thà nói thẳng đi thì nó lại tốt đẹp hơn là mình giấu giếm, để rồi ở bên Việt Nam cho bao nhiêu cũng chơi ít, mà qua đây mình làm trả nợ thấy bà luôn, phải không nè? Chuyện rất đơn giản thôi nha. Phần lớn những gia đình có thân nhân ở Việt Nam về thăm bị trouble, bị những cái chuyện rắc rối là do mình giữ gìn cái thể diện, mặt mũi, sĩ diện, tự ái, tự trọng, tự tôn, đủ chuyện con khỉ gì hết, cho nên nó mới có rắc rối. Không có gì khó. Bây giờ thí dụ như như anh Thảo đi, trước hết kính chú, cần chú, thí dụ như chú Thảo đi, chú Thảo nói tôi không thể về Việt Nam được tại vì một vợ bốn con, tổng cộng 6 người, 6 cái vé máy bay, rồi bao nhiêu tiền, bao nhiêu bạc. Thứ nhất là giờ giấc,
con cái học hành cho nên không tiện. Mà nếu có tiện đi, tốn kém nhiều quá. Thay vì đi về thăm, thôi dành chút đỉnh tiền gửi về cho ở nhà nếu cần. Còn ở nhà nó bây giờ không cần tiền, miễn có mặt về là được, thì được, mình về mình thăm. Còn nếu mà cảm thấy về mà khó khăn quá thì đừng về. Chỉ có đơn giản như vậy thôi. Nhưng mà tóm lại, không có gì quan trọng cho bằng. Đừng có bày đặt thể diện và sĩ diện nữa. Đừng có gì cái mặt mũi nữa. Cái chuyện giàu nghèo là cái chuyện bình thường. Đâu có phải ai về cũng giàu đâu. Thấy người ta xài tiền như bạc rừng bạc biển đó, chưa chắc đã giàu. Qua bên đây cài trả nợ thấy bà nha. Cho nên lời của anh Thảo, chú Thảo góp ý là như vậy. Không có gì khó cả. Về hay không, tóm tắt lại nè, về hay không là do quyết định của mình. Mình muốn mình về, không muốn thì thôi. Nếu về thì trong cái khả năng của mình có, mua vé máy bay, còn lại chuẩn bị nhà cửa, tiền bill, tiền xe, tiền nhà phải để dành lại. Tiền ăn, tiền uống, 1-2 tháng phải để dành lại. Rồi còn bao nhiêu mình muốn cho thì cho, muốn quà thì quà. Không có không cho, chỉ có vậy thôi. Ok, có gì thì liên lạc với anh Thảo tiếp nha, xin cảm ơn. Các bạn đang theo dõi Chuyện Minh Lề lần thứ 171. Ngược lại với yêu là gì? À, của Vinh Phạm sưu tầm và gửi cho Việt Thảo. Ngược lại với yêu là gì? Yêu là thương. Ngược lại với yêu là ghét. Thường thường là ai cũng đồng ý như vậy, phải không nào? Bây giờ mình coi ngược lại với yêu là gì trong câu chuyện này. Ngược lại với tình yêu và những cảm giác yêu thương là gì? Một giáo sư đang giảng về tiểu thuyết ở một lớp học của các nhà văn trẻ. Giáo sư bỗng dừng lại hỏi các học viên, ngược lại với yêu là gì? Cả lớp đáp, ghét à? Ghét. Giáo sư đi đi lại lại trầm ngâm, ông bỏ giáo trình xuống bàn và nói, thế này nha. Ví như anh đang yêu, sau đó chia tay. 50 năm sau, anh đã 70 tuổi rồi. Tình cờ gặp lại người yêu cũ trong một chiều đi dạo. Lúc đó bà nọ chăm chăm nhìn anh và nói, ông anh ơi, tôi ghét ông. Nếu mà tình tiết xảy ra đúng như vậy thì anh phải mừng cho bản thân mình. Thì người đó hỏi vì sao? Đáp, vì anh là người may mắn mới có người ghét anh hằng nửa thế kỷ. May mắn cái quái gì, thiệt là phi lý. À, anh ta nói vậy. Vị giáo sư nói tiếp, bình tĩnh, anh nghĩ kỹ xem. Ghét cũng cuốn hút tình cảm như yêu, như thương, tức là tình cảm của ai đó vẫn nghĩ về anh. Có người ghét anh 50 năm, tức là vẫn nghĩ về anh 50 năm, thật là hiếm có đấy. Anh may mắn không nào? Điều đáng sợ là khi anh gặp lại người cũ, anh hỏi, bà B ơi, bà có nhớ tôi không? Người nọ đứng đực ra nhìn anh và nói, thưa ông, trông ông hơi quen quen, nhưng mà xin lỗi ông là ai vậy? Cả lớp cười ồ lên. Câu chuyện tưởng tượng này quả là thú vị, pha thêm chút ngượng ngùng. Vị giáo sư khẳng định, ngược lại với yêu đâu phải là ghét. Cả lớp đều đồng ý với giáo sư, ngược lại với yêu chính là sự lãng quên. Hay. Ngược lại với yêu chính là sự lãng quên. Xin cảm ơn các bạn đã cùng với Việt Thảo chia sẻ trong Chuyện Bên Lề lần thứ 171. Tôi nghĩ có người hiện giờ không có nghe tôi nói câu này vì đang ngủ khò. Rồi đến khi thức dậy tiếp tục coi lại, chắc là phải coi nhiều lần mới nghe được cái câu chào này. Và thật sự đúng như vậy, có nhiều người đã nói với Việt Thảo, Chuyện Bên Lề là liều thuốc ngủ, an thần, vô cùng hiệu nghiệm. Có khi Chuyện Bên Lề không phải gì hay, mà muốn coi hết Chuyện Bên Lề tôi phải coi cả chục lần, tại vì chưa có lần nào coi hết. Ok, một lần nữa cảm ơn các bạn đã theo dõi và hẹn gặp lại các bạn trong những Chuyện Bên Lề kế tiếp. Thank you and I love you.